Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021, và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cao Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh sơn hạ hỏa, ngày Đinh Dậu tức can khắc chi, nghĩa là hỏa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm sơn hạ hỏa kỷ tuổi Tân Mão Quý Mão, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung với Mão hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Ất Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi và Quý Dậu. Tuổi xung trong tháng: tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý, sao Nguyệt Tài, sao Kính Tâm, sao Tuế Hợp, sao Hoạt Điệu, sao Dân Nhật, Thời Đức, sao Hoàng Ân, sao Minh Đường Hoàng Đạo và sao Nhân Chuyên, Đại Cát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương, sao Thiên Lại, sao Tiểu Hồng Sa, sao Tiểu Hao, sao Địa Tặc, sao Lục Bất Thành và sao Thần Cách, sao Trùng Tang. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Và theo khổng minh, hôm nay là ngày xấu, xuất hành cầu tài đều nên tránh, dù được rồi cũng mất, tốn kiếm thất lý mà thua thiệt. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý không được mấy suôn sẻ trong vận trình của mình ngày hôm nay. Do đó, bản mệnh tuổi Tý cần phải cực kỳ cẩn trọng trong ngày. Bạn hãy tập trung vào công việc của mình, tránh chủ động gây thù chuốc oán với những kẻ tiểu nhân. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý á, cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tý chớ có dính líu tới những sự việc tranh quyền đoạt lợi chốn công sở. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải hòa nhập với mọi người hơn, tránh tình trạng bị cô lập, lẻ loi một mình. Bù lại, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang tới vận đào hoa không tồi cho bạn. Đối với những bạn đang còn độc thân, có được nhiều cơ hội bất ngờ, gặp được người làm cho mình rung động và cơ hội chờ đợi. Nếu có cảm tình thì bạn cần phải lập tức tiếp cận và làm quen, chứ đừng có chần chừ do dự mãi nữa.
Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình trắc trở nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói và hành động của mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nên tập trung vào các công việc, tránh chuốc oán với những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, chớ dính líu tới những việc tranh đoạt về quyền lợi chốn công sở. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, học cách hòa nhập với tập thể để không bị cô lập. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đào hoa khởi sắc, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên bạn tuổi Sửu được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm ngày hôm nay. Ngày này con đường tình duyên của bạn có được đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đang còn độc thân thì tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu, đối với những bạn đã có đôi có cặp thì lại cần phải cẩn trọng, bởi đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, nhất là trong hôm nay đang có thiên quan chiếu mệnh, báo hiệu có kẻ tiểu nhân lợi dụng thời cơ để chiên chăn vào mối quan hệ của hai người. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có ngũ hành thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn mệnh lúc này khá chi là ổn, bạn không phải lo lắng quá nhiều về điều này. Và nhân những ngày cuối tuần, thay vì vui chơi, quên thời gian thì bạn nên ngủ sớm để duy trì sức khỏe ở tình trạng tốt nhất có thể. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tình cảm được suôn sẻ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, may mắn tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đối với những bạn đã có đôi có cặp, cần cẩn trọng với đào hoa dữ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, đề phòng tiểu nhân lợi dụng chiên chân vào quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, sức khỏe ổn định nên duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 48, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp ngày có thương quan nhập cục, cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Dần làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, tính toán cẩn thận để không gây ra sai sót không đáng có. Sự chủ quan có thể khiến cho bạn phải trả giá đắt nữa. Với bạn tuổi Dần, bạn cũng nên đón nhận những lời khuyên từ những người có kinh nghiệm hơn mình, cho dù bạn nghĩ rằng mình không cần đến nó và mọi việc đôi khi không như bạn nghĩ. Đừng có vội vàng, hấp tấp, hãy bình tĩnh để xử lý các vấn đề mà mình đang gặp phải nhé. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, các chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đang xuất hiện những khoảng trống khó có thể lấp đầy. Cả hai cùng bận rộn với bao nhiêu công việc hàng ngày, không đủ thời gian cũng như là tâm trí để quan tâm, chăm sóc cho nhau nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nên tính toán kỹ càng, nhìn trước ngó sau khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tránh chủ quan để không gây ra
các sai suất sai lầm không đáng có. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh thổ nên lắng nghe ý kiến của người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, tình duyên ảm đạm, mối quan hệ xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, thiếu đi sự quan tâm khiến cho đôi lứa càng ngày càng xa cách. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 88, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mão trong việc hợp tác làm việc chung của bạn với đồng nghiệp tiến triển không được như mong muốn. Sự đố kỵ, ganh ghét, cạnh tranh khiến cho công việc của bạn bị trì trệ. Bù lại, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn cũng có được nguồn tài chính ổn định và cơ hội kiếm tiền đến bên mình. Chỉ cần bạn mạnh đưa tay ra, nắm bắt là không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể sẽ xảy ra tranh cãi do bất đồng ý kiến. Mọi người một ý, nhưng nếu như không chịu lắng nghe cũng như là tôn trọng ý kiến của đối phương, mâu thuẫn có thể càng ngày càng lớn hơn, khiến cho cái sự rạn nứt là điều sớm muộn xảy ra với bạn mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, hợp tác làm việc chung gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, ganh ghét, đố kỵ khiến cho công việc bị trì trệ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, tài chính ổn định, có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, cơ hội đến phải biết nắm bắt kịp thời, đừng có mãi chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, đôi lứa cãi vã do bất đồng ý kiến, lại thiếu đi sự lắng nghe của đối phương nữa. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 72, số 89, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày rất hanh thông, thuận lợi. Ngày này nhờ có cục diện ngũ hành Dậu Thìn nhị hợp chiếu mệnh, cho nên bạn mệnh tuổi Thìn có khá nhiều bạn bè giúp đỡ, mang đến cho bạn có được những thông tin hữu ích. Với những bạn làm việc tự do thì đây chính là cơ hội kiếm tiền và cơ hội việc làm rất tốt cho bạn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn đang có sự xuất hiện của chính quan chiếu mệnh, hứa hẹn bạn có được một ngày hết sức bận rộn nhưng hiệu quả đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bạn có rất nhiều việc cần phải làm nhưng đều nhận được những sự tương trợ kịp thời, và bạn hãy đón nhận sự giúp đỡ của họ, tránh việc tự mình vất vả bận rộn để giải quyết tất cả công việc nhé. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ xung quanh bạn đang rất tốt đẹp, đôi lứa có được sự hạnh phúc, vợ chồng hài hòa. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này hóa giải những mâu thuẫn với một ai đó mà bạn đã gây ra xung đột trong cái thời gian vừa qua. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa có được một ngày làm việc hiệu quả nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, đối với những bạn làm việc tự do có được cơ hội để kiếm tiền,
cơ hội việc làm tốt. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, dù bận rộn nhưng luôn được tương trợ kịp thời. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, mối quan hệ xã giao có được sự tốt đẹp nên nhân cơ hội này để hóa giải những mâu thuẫn trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, đôi lứa hạnh phúc, vợ chồng có được sự hài hòa. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao 5 sao, con số may mắn số 11, số 59, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này giúp đỡ cho bạn khá nhiều trong vận trình ngày hôm nay. Ngày này, con đường tình duyên của bạn được trơn tru, suôn sẻ, bạn mạnh nhận được những tình cảm yêu thương và quan tâm từ người ấy. Và dù yêu nhau đã lâu, nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại, lại càng thêm nồng nàn hơn. Và với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này còn mang tới cho bạn có được tin vui về tiền nong, đầu tư, kinh doanh. Vừa có tình, vừa có tiền bạc, thoải mái trong việc chi tiêu, với bạn tuổi Tỵ đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình khi được mua những thứ mà mình thích nữa. Thế nhưng với bạn tuổi Tỵ nên dặn lòng mình chỉ nên mua những món đồ phù hợp, hợp lý thôi, tránh chi tiêu quá tay, nếu không bạn lại vướng phải nợ nần nữa đấy. Xem tử vi ngày thứ sáu này cho thấy hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm Tân Sửu và theo hải thượng là ông. Nhân thần nằm ở trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, vận trình được suôn sẻ, tình duyên thắm sắc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, tình cảm trải qua năm tháng càng ngày càng bền vững, khăng khít hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc, đầu tư, kinh doanh có lợi. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, hài hòa với cuộc sống hiện tại. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, nên chi tiêu hợp lý, theo kế hoạch để tài chính được đảm bảo hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 46, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Ngọ có thể sẽ đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Với bạn tuổi Ngọ có được nguồn thu nhập mở rộng, đa dạng, phong phú hơn nhờ quá trình nỗ lực bền bỉ bấy lâu. Ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương thì cũng có thể được giới thiệu cho công việc làm ngoài giờ. Nếu như bạn chăm chỉ chịu khó, bạn cũng có thể sẽ có thêm được một khoản tiền đủ để bù vào những chi phí hàng ngày. Đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì gặp thời, bán hàng chạy đều, có thêm được những mối hàng mới, lợi nhuận tăng cao. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này gây ra nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm của bạn. Tình cảm đơn phương không được đáp lại khiến cho bạn tuổi Ngọ mỗi khi nghĩ đến lại thấy đau lòng. Và dù bạn rất chân thành nhưng có lẽ hai bạn không có duyên cho nên không đến được với nhau mà thôi. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim đạt được bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, thu nhập tăng tín nhờ quá trình nỗ lực bền bỉ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ
thuộc mệnh hỏa. Đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, gặp thời, buôn may bán đắt, tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ. Đối với những bạn làm công ăn lương, tìm được việc làm thêm để cải thiện thu nhập, tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh mộc, muộn phiền vì tình cảm đơn phương không được đáp lại. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 59, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày do tác động của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này có thể làm cho bạn đối mặt với khá nhiều trục trặc không đáng có xảy ra. Và đây là thời điểm bạn tuổi Mùi rất dễ vấp phải sự ngáng trở của những kẻ tiểu nhân, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của bạn nữa. Và tiểu nhân đang rình mò để tìm ra những khe hở để phá hoại công việc của bạn và giành lấy những gì mà bạn đang có. Vì thế với bạn tuổi Mùi nên hạn chế, chủ động tạo ra xích mích với những người xung quanh. Đừng có quá nhạy cảm và dễ suy đoán lời của mọi người theo hướng tiêu cực nữa. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ nhận được sự tấn công khá nhiệt tình của những người khác phái. Bản mệnh cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình, chứ không phải chỉ hứng thú nhất thời mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, công việc gặp nhiều trục trặc do tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, đề phòng những kẻ ganh ghét, tìm khe hở để phá hoại và cướp công của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa nên hạn chế, chủ động tạo ra xích mích với những người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, chớ nên suy diễn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, đào hoa vượng, nhưng cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thật lòng với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 52, số 67, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng chanh, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội nâng đỡ, cho nên mọi sự với bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay khá thuận lợi. Và ngày này cũng rất phù hợp cho những cuộc trao đổi, các tương tác quan trọng. Bởi vì những mối quan hệ mới có thể sẽ tạo cho bạn có được điều kiện để xây dựng được những cơ hội mới trong tương lai. Nhưng dù bạn có chăm chỉ xây dựng cái mối quan hệ xã giao đến đâu đi chăng nữa, thì cũng đừng có để cho ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ tình cảm của mình. Bạn tuổi Thân quen với khá nhiều bạn khác giới và thân thiết với nhau, cho nên nửa kia tỏa ra sự ganh tuông, khó chịu ra mặt. Bạn cần phải giải thích rõ ràng cho người ấy, đồng thời tự mình giữ khoảng cách cần có với mọi người nữa. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân, lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, với bạn mệnh, dồn hết sức phát huy năng lực của mình trong công việc và bạn tuổi Thân đang có được tinh thần trách nhiệm cao, cũng sẵn sàng cống hiến để cho công việc hoàn thành đúng như dự kiến, không vì những yếu tố khách quan mà bỏ cuộc. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, ngày thích hợp để cho bạn tiến hành những cuộc trao đổi, tương tác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, xây dựng được những mối quan hệ xã giao là điều cần thiết để cho bạn tạo cơ hội cho tương lai. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, tránh để cho công tư lẫn lộn vào tình cảm cá nhân. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nửa kia có thể ganh tuông, trách móc
vì thiếu đi sự tin tưởng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến hết mình cho công việc. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 44, số 66, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021, xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có ngũ hành Dậu Dậu tự hình, và đây là điềm báo cho những điều không mấy may mắn sẽ xảy ra với bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Dậu có thể sẽ gặp phải họa thị phi vì miệng mà ra, nói năng không kiêng nể, bản mệnh dễ khiến cho người khác mất lòng, thậm chí là gây mâu thuẫn với những người thân yêu của mình nữa. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim khí vượng, cái điều này khiến cho bản mệnh trở nên bốc đồng hơn và dễ buông thả cảm xúc. Nhưng bạn cần hãy cân nhắc rằng không vô tình gây tổn thương cho người ấy chỉ vì sự vô tâm của mình. Đừng có để cho đến lúc mất đi mới hối hận thì đã muộn mất rồi bạn tuổi Dậu nhé. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu lại đang có được sự thúc giục của chính ấn chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi Dậu cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Bạn hãy lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có thể sẽ gặp họa thị phi vì vạ miệng mà ra. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, gây mất lòng, mâu thuẫn vì nói năng không kiêng nể. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, suy nghĩ bốc đồng, để cho cảm xúc buông thả. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có thể gây tổn thương cho nửa kia vì sự vô tâm của bản thân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 72, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021, xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại, cái điều này cho thấy với những vết rạn nứt đang xuất hiện trong vận trình tình cảm của bạn ngày hôm nay. Về các mối quan hệ gia đình có phần lỏng lẻo, mọi người thiếu đi sự quan tâm đến nhau khiến cho tình cảm dần xa cách. Và điều này khiến cho bản mệnh tuổi Tuất không khỏi buồn phiền, bởi gia đình là điều cực kỳ quý giá với bạn. Có lẽ với bạn tuổi Tuất nên tìm cách hiểu quả để hàn gắn mọi người lại với nhau. Và dù gì cũng đang là những ngày cuối tuần thì một bữa ăn cùng gia đình để cho mọi người quây quần vui cười bên nhau là một cách rất hữu hiệu để cho bạn thực hiện trong ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật tới nhé. Và hôm nay ạ, tuy gặp một vài vướng mắc nho nhỏ trong công việc, nhưng với bạn tuổi Tuất đừng có quá lo lắng, bởi bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, giúp cho bạn có được sự vững vàng để vượt qua những khó khăn, nhiệm vụ khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự tỉ mỉ, chỉn chu trong từng bước. Cho nên, với bạn tuổi Tuất cần phải tập trung cao độ, thể hiện trách nhiệm ở mức độ cao nhất nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, buồn phiền vì tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ gia đình lỏng lẻo, dần xa cách. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nên tìm cách hiểu quả để hàn gắn mọi người trong gia đình với nhau. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, công việc có thể sẽ gặp phải vướng mắc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, cần phải có sự chỉn chu khi đảm nhiệm công việc đòi hỏi trình độ cao. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp
4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 62, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 18 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, và đây không phải là dấu hiệu tốt trên con đường sự nghiệp của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi Hợi, rất dễ nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu đi lý trí. Bạn cần phải bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận hơn nếu như không muốn sau này phải xử lý những hậu quả do chính mình gây ra. Về phương diện tài chính của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, bạn lại đang có điềm báo, không thể chủ quan được. Một quyết định vội vàng có thể khiến cho bạn bị tổn hao về tài lộc, tiền bạc bị tiêu tán. Vận trình tài lộc bị sa sút phần nhiều là do quyết định của chính bạn trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có ngũ hành kim sinh cho thủy vượng, dự báo cho bạn đang có được vận đào hoa rực rỡ, mang tới nhân duyên tốt lành cho bạn khi có được nhiều người thầm thương trộm nhớ. Đối với những bạn đang còn độc thân thì nhân cơ hội này hãy chủ động bày tỏ tình cảm, mở rộng mạng lưới với bạn bè để sớm tìm được đối tượng ưng ý với mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nóng vội nên dễ đưa ra quyết định thiếu lý trí. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, cần phải bình tĩnh suy nghĩ nếu không muốn phải xử lý hậu quả. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, tài chính có dấu hiệu bị tổn hao về tài lộc, tiền bạc tiêu tán. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, đào hoa rực rỡ, nhân duyên tốt lành. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đối với những bạn đang còn độc thân nên dũng cảm bày tỏ tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.